Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài học về từ ngữ tiếng Pháp. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai danh từ. Và hai danh từ này khó dịch ra tiếng Việt. Ở trong từ điển thì người ta cũng đưa ra một cái định nghĩa. Nhưng mà chúng ta sẽ xem các định nghĩa trong từ điển này nó có đầy đủ hay không. Nó có phản ánh đúng ý nghĩa của hai danh từ này đó không. Danh từ đó là thứ nhất La Mairie, thứ hai là La Place. Chúng ta coi danh từ La Mairie trước. La Mairie ở trong từ điển người ta dịch là tòa thị sảnh. Và tôi để một cái dấu hỏi. Nói như vậy thì có đúng hay không? Dạ thưa, cũng đúng và cũng không. Bởi vì khi chúng ta nghe nói chữ tòa, một cái tòa nhà, thì đương nhiên nó phải có một cái chiều kích to lớn, dài, rộng, cao. Một ngôi nhà cấp 4 người ta không gọi là một tòa nhà. Một căn nhà như tôi đang ở đây không gọi là một tòa nhà. Nó cũng bình thường thôi. Và nhất là một cái lều, một cái căn lều, một cái nhà tạm, không ai gọi là tòa. Khi nói một tòa nhà là chúng ta nghĩ ngay một cái công trình xây dựng nó có quy mô lớn, một tòa nhà. Chẳng hạn như là bệnh viện gì đó là một cái tòa nhà màu trắng, gồm có mấy dãy rồi nó có bao nhiêu tầng, tòa nhà là một cái gì to. Như vậy nếu chúng ta dịch là tòa thị sảnh thì sẽ đúng, đúng với một số các cái mairie, chúng ta chưa có dịch được cái chỗ này nhé. Đúng với một số mairie mà nó có chiều kích lớn ở những các thành phố lớn. Và tôi sẽ trình bày ở bên dưới cho các anh chị coi. Chẳng hạn như là mairie của thành phố Paris là một tòa nhà cực lớn. Hình như nó còn lớn hơn điện Élysée của Tổng thống Pháp. Tôi chưa có vào nhưng mà nhìn bên ngoài thì thấy đồ sộ, nó có một quảng trường rất là rộng. Ở đó sẽ diễn ra nhiều sinh hoạt lắm. Như vậy, Mairie Paris là một cái tòa nhà rất là lớn. Nhưng mà tôi cũng sẽ đưa ra một cái hình ảnh cho các anh chị coi. Một cái mairie nhỏ nhất nước Pháp, La plus petite mairie de France, ở vùng Normandy đó. Người ta gọi là cái địa danh đó là Saint-Germain-de-Pasquier. Thì cái mairie này rất là nhỏ, nó có lẽ chỉ hơn cái lớp học của chúng ta một chút. Tôi không có biết chiều kích, nhưng mà nhìn cái hình có lẽ nó chỉ nhỏ hơn, lớn hơn cái phòng học này một chút, chỉ đủ để một cái bàn, có lẽ có một cái tủ để lưu hồ sơ, rồi một vài ba cái ghế, thế là hết. Như vậy không thể là gọi cái mairie của Saint-Germain-Pasquier là một tòa thị sảnh được. Thế chúng ta dịch như thế nào? Rất là khó dịch. Nhưng mà trong từ điển thì người ta cũng phải đưa ra một cái định nghĩa là mairie là tòa thị sảnh. Và chúng ta sẽ thấy là cái chức năng của chúng ta tạm gọi là mairie hay tòa thị sảnh thì nó giống nhau, dù là nhỏ hay là trung bình hay là khá lớn hay là cực lớn như là ở Paris. Ở Marseille cũng rất là lớn. Tòa thị sảnh của Paris rất là lớn, nhìn xuống Vieux-Port là bến cảng cũ, rất là lớn, rất là đẹp thì mới gọi là tòa thị sảnh. Còn các cái mairie của các cái làng, xã, các cái đơn vị nhỏ thì không gọi là tòa thị sảnh. Thì chúng ta gọi như thế nào? Thì tôi dựa vào quyền hạn và chức năng của cái cơ quan này, chúng ta chưa dịch được. Chúng ta gọi là mairie nhé. Thì quyền hạn của chức năng đó là ở đây người ta sẽ giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới đời sống của cư dân. Thứ nhất là vấn đề hộ tịch. Chúng ta làm giấy khai sinh, làm giấy khai tử, làm giấy hôn thú, vân vân. Rồi các cái giấy về nhà cửa, nhà đất, trường học. Rồi ở đó có tổ chức các cái sự kiện về văn hóa, y tế. Nói chung là những gì liên quan tới đời sống của cư dân trong cái đơn vị hành chính đó. Thì ở đây người ta xử lý, người ta làm việc. Như vậy chúng ta gọi là mairie là một cái tòa hành chính, tòa hành chính, một cái văn phòng hành chính. Và trong một bài trước đây á, tôi trong một cái câu ví dụ, tôi có nói một cái câu như thế này. Tôi soạn ra một câu là một người hỏi đường của một người kia: thưa ông, xin lỗi, tôi đang đi tìm mairie của cái thành phố gì đó, chẳng hạn như của Massy đó. Excusez-moi monsieur, je cherche la mairie de Massy-Palaiseau. Xin lỗi ông, tôi đang đi tìm văn phòng hành chính, tòa hành chính của thành phố Massy-Palaiseau. Thì cái ông kia ông nói là đi lối này, c'est par là, dùng cái tay ông chỉ đi lối này này, chứ không phải đi lối kia, c'est par là. Thì trong chữ mairie đó thì tôi có nói là nó tương đương như là Ủy ban Nhân dân của tiếng Việt Nam. Thì ngay hôm sau có một người bình luận nói là Ủy ban Nhân dân không phải là mairie. Mairie có một người đứng đầu là ông Mayor. Như vậy cũng chưa giải quyết được cái gì hết. Vẫn chưa giải quyết là mairie dịch cái tiếng Việt là như thế nào. Và tôi nói như thế này, tôi nói là tương đương như là Ủy ban Nhân dân ở bên Việt Nam của chúng ta. Ủy ban Nhân dân của Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cấp lắm. Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội thì cơ sở cũng rất là lớn.
chẳng hạn như là Ủy ban Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn đó, thì là một tòa nhà rất là to, nhìn ra một cái phố đi bộ rất là hoành tráng, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Như vậy là một tòa thị sảnh, nhưng mà cũng có những Ủy ban Nhân dân rất là bé ở làng xã, chỉ là một cái ngôi nhà gần như là một cái phòng học, thì chúng ta cũng không thể gọi là tòa thị sảnh. Thế nhưng mà dựa trên chức năng quyền hạn của Ủy ban Nhân dân và của Mary, chúng ta thấy giống nhau hoàn toàn. Như vậy tôi đã nói trong cái bài đó là chữ Mary chúng ta tạm dịch là Ủy ban Nhân dân, cũng không là dịch là Ủy ban Nhân dân mà tạm gọi là Ủy ban Nhân dân để cho mọi người dễ hiểu. Từ đó chúng ta làm những cái thủ tục liên quan tới đời sống thường ngày của người dân, hộ tịch, rồi y tế, sức khỏe, văn hóa, vân vân. Và người đứng đầu của Mary là Le Maire hoặc là La Maire. Nếu là phái nam thì chúng ta gọi là Le Maire, nếu là phái nữ thì chúng ta gọi là La Maire, ông thị trưởng hay là bà thị trưởng. Thế nhưng mà ở làng xã chúng ta cũng phải dùng như vậy. Rồi thành phố lớn nhất của một quốc gia như là của Pháp, Paris, thì cũng là Le Maire, hiện nay là một bà La Maire. Như vậy chúng ta dựa vào chức năng và quyền hạn của hai cái đơn vị hành chính này, chúng ta thấy nó giống nhau. Thì tôi nói là chúng ta tạm hiểu La Mairie như là một Ủy ban Nhân dân. Và thêm một điều nữa nó rất là giống nhau, ông Maire hoặc là bà Maire này được Hội đồng Nhân dân bầu ra. Hội đồng Nhân dân là do chính dân chúng bầu lên bằng cái cách phổ thông đầu phiếu. Thì Việt Nam của chúng ta cũng như vậy, chúng ta bầu Hội đồng Nhân dân, rồi Hội đồng Nhân dân sẽ bầu ra ông Chủ tịch phường, Chủ tịch quận, Chủ tịch tỉnh, vân vân. Như vậy chúng ta thấy hai cái cơ quan hành chính này ở bên Việt Nam và bên Pháp giống nhau hoàn toàn, khác nhau với cái tên gọi. Ở Việt Nam chúng ta gọi Ủy ban Nhân dân, nếu chúng ta dịch ra là Comité Populaire thì tiếng Pháp, người Pháp họ không có hiểu. Comité là Ủy ban Populaire của Nhân dân thì họ không hiểu để làm cái gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta nói Comité Populaire nó giống như Mairie ở bên Pháp thì họ hiểu ngay. Thì bây giờ ngược lại, khi chúng ta dùng chữ Mairie, chúng ta nói là nó giống như là Ủy ban Nhân dân ở bên Việt Nam thì mọi người đều hiểu. Tôi nói như vậy chứ tôi không có dịch là Mairie là Ủy ban Nhân dân. Thì có một người bình luận nói là Mairie không phải là Ủy ban Nhân dân. Thì tôi nói nó giống như vậy, dựa vào chức năng quyền hạn, rồi kể cả người đứng đầu được bầu như thế nào thì cũng giống nhau, bên Việt Nam và bên Pháp giống nhau hoàn toàn. Đó là danh từ thứ nhất, danh từ La Mairie. Và bây giờ chúng ta coi danh từ thứ hai, La Place, cũng rất là khó dịch ra tiếng Việt Nam. Nhưng mà trong tự điển người ta cũng đưa ra một cái định nghĩa, La Place là quảng trường. Chúng ta mở các tự điển ra, La Place là quảng trường. Quảng trong tiếng Hán Việt là rộng, trường là một cái nơi chốn nào đó, một cái nơi chốn nào rất là rộng, gọi là quảng trường. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy là, tôi sẽ đưa hình ảnh bên dưới, tôi lấy ví dụ như ở Paris. Paris có hai cái quảng trường, hai cái Place rất là nổi tiếng, nhiều cái Place nổi tiếng, và tôi đơn cử hai cái Place rất là nổi tiếng, Place de l'Étoile, tên chính thức của nó là Place Charles de Gaulle, ở giữa có Khải Hoàn Môn đó, thì nó cực rộng, rộng lắm, xe cộ chạy trong đó rất là nhiều xe, và người ta còn nói là cái đường kính của cái quảng trường này là trên 200 mét, và diện tích của cái quảng trường này là 4 mẫu rưỡi, tức là 45.000 mét, tức là bằng 7 sân bóng đá. Chúng ta biết một cái sân bóng đá là các cầu thủ chạy đi chạy lại rất là mệt, mà nó gấp 7 lần như vậy. Như vậy quảng trường này rất là lớn, rất là nhiều xe cộ chạy trong đó, chạy theo chiều kim đồng hồ đó. Và đây là nơi quy tụ của 12 đại lộ lớn của Pháp, 12 đại lộ quy tụ vào đây, thành ra người ta có cái tên là Place de l'Étoile, là quảng trường ngôi sao, bởi vì chúng ta nhìn từ trên xuống thì giống như một ngôi sao có 12 cánh. Như vậy quảng trường trong trường hợp này là đúng, rất là lớn, quảng là to, là rộng, trường là một cái nơi trốn rất là rộng. Thế nhưng mà tôi xin đưa một cái ví dụ khác, một cái Place khác cũng rất là nổi tiếng, Place de la Contrescarpe ở quận 5 của Paris, rất là nổi tiếng. Người ta thích tới đó bởi vì nó có cái tính chất văn hóa, có nhiều quán cà phê, nhiều nơi uống giải khát, rồi cái cảnh quan có cái tính chất văn hóa, có tính chất lịch sử nữa, rất là nổi tiếng, nhưng mà nó bé thôi. Nó chỉ có 40 mét đường kính, và 40 mét đường kính thì nhân ra thì khoảng chừng 400 mét vuông. 400 mét vuông thì nhờ ở nhà Việt Nam chúng ta nhiều có nhiều cái sân khoảng 400 mét vuông, với cái sân vườn đó. Như vậy nó không có to, xe cộ không vào được, chỉ dành cho người đi bộ thôi. Như vậy nếu chúng ta dịch La Place de la Contrescarpe và là quảng trường Contrescarpe thì chúng ta nghĩ ngay nó là một cái gì rất là to rộng, rộng thênh thang, thực sự không phải, rất là bé, rất là thân mật, vào trong đó người đi qua đi lại nhìn thấy nhau rất là thân mật, rất là bé thôi. Như vậy tôi xin tóm lại,
Hôm nay tôi giới thiệu trong bài này hai danh từ rất là hay dùng, và nhất là nếu các anh chị ở bên Pháp á, thì có lẽ phải dùng bằng tiếng Pháp thôi, không có thể dùng tiếng Việt Nam được. Mary, bạn đi đâu vậy? Je vais à la mairie, tôi ra Mary, tức là ra cái nơi để làm các cái thủ tục hành chính. Rồi nếu chúng ta thấy nói là một cái nơi nào mà nó nơi một không gian chung, rồi nó có nhiều nhà quay xung quanh và không có mái che, đó là cái định nghĩa của place, thì chúng ta cũng dùng chữ này. Chúng ta không thể dùng được quảng trường, bởi vì có nhiều nơi chúng ta đi ra, chúng ta vui chơi, ngồi nghỉ mát. Một cái place rất là bé, bé lắm, chỉ bằng cái sân của mỗi gia đình. Như vậy tôi vừa giới thiệu hai danh từ tương đối khó dịch. Dịch được nhưng mà không đúng, chỉ đúng được một nửa. Chẳng hạn như là La Mairie, chúng ta dịch là tòa thị sảnh, đúng cho các cái tòa thị sảnh lớn của Paris, của Marseille, một số thành phố khác, không đúng cho những cái làng mạc. La Place, chúng ta dịch là quảng trường, đúng cho những quảng trường có quy mô lớn, không đúng cho những cái nơi bé bé. Và xin mời các anh chị coi một số hình ảnh và cái định nghĩa tôi minh họa ở bên dưới. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Danh từ La Mairie là một danh từ khó dịch sang tiếng Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể dịch là Ủy ban Nhân dân được không? Trước hết chúng ta coi Mairie là gì. Mairie đôi khi người ta còn dùng một danh từ khác, đó là l'hôtel de ville. Và trong từ điển thì người ta dịch là tòa thị sảnh, là tòa hành chánh. Để chúng ta coi hình ở bên dưới, đây là La Mairie de Paris, và đây cũng là l'hôtel de ville de Paris. Như vậy hai cái tòa nhà này giống nhau, nhưng mà có khi người ta gọi là La Mairie de Paris, có khi người ta dùng l'hôtel de ville de Paris. Như vậy đâu là sự khác biệt giữa La Mairie và l'hôtel de ville? Trước hết nó giống nhau là bởi vì La Mairie là một cái tòa nhà, đây là tòa nhà nơi làm việc của ủy ban điều hành cái thành phố đó, chúng ta gọi là tòa hành chánh của cái thành phố, đây là thành phố Paris. Và đây người ta gọi là l'hôtel de ville de Paris, cũng là cái tòa nhà, trong này có các cái văn phòng để xử lý các công việc liên quan tới thành phố Paris. Nhưng mà nó có một sự khác biệt là La Mairie là nói về vấn đề hành chánh, nhân sự ở trong này, trong khi l'hôtel de ville chỉ nói về cái tòa nhà. Nếu mà chúng ta nói là đây là tòa nhà hành chánh, thì chúng ta có thể dùng hoặc là La Mairie hoặc là l'hôtel de ville. Nhưng mà nếu chúng ta nói như thế này, một người kia tên là, ở đây là có một người nhân vật, Rashida Dati đã loan báo là người này sẽ ứng cử vào mairie của Paris. Như vậy đây không phải ứng cử vào cái tòa nhà này, ứng cử vào cái ban điều hành của thành phố Paris, tòa hành chánh của Paris. Như vậy đây là một danh từ trừu tượng, chứ không phải ứng cử vào cái tòa nhà. Hoặc là ở Marseille, La Mairie va retirer 1500 trottinettes électriques. Trottinettes électriques là những cái xe như thế này, những cái xe nó có điện ở trong này, rồi nó cho phép chúng ta đi di chuyển trên đường phố của các thành phố lớn. Nhưng mà thời gian gần đây nó đã gây ra một số tai nạn, và bây giờ các thành phố ở bên Pháp họ đã hủy bỏ, họ không có cho phép lưu hành nữa. Như vậy thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp đã rút về 1500 cái trottinette électrique mà họ để ở các nơi công cộng để cho người ta thuê, người ta chạy đó, bởi vì nó quá nguy hiểm. Như vậy không phải là cái tòa nhà này sẽ rút về, mà là cái ủy ban hành chánh của thành phố này. Và như vậy chúng ta vừa nói là sự khác biệt, Hôtel de Ville là nói về một cái tòa nhà, là nơi có các văn phòng để xử lý các vấn đề hành chánh của một thành phố, trong khi La Mairie thì lại nói về công việc điều hành thành phố. Đó là sự khác biệt. Ở đây chúng ta đã coi là La Mairie và l'hôtel de ville được dịch là tòa thị sảnh và hành chánh. Bây giờ chúng ta xem cái cách dịch như thế này có đúng hay không. Và chúng ta thấy nếu nhìn vào cái tòa thị sảnh này của Paris, chúng ta thấy đây là một tòa nhà rất là lớn, thì dịch là tòa thị sảnh, là tòa hành chánh thì rất là tốt, bởi vì nó rất là to, một cái tòa nhà rất là lớn, bề thế, có hàng chục, hàng trăm phòng. Nhưng mà ở bên dưới chúng ta lại thấy La Mairie, có những cái mairie rất là nhỏ. Ở đây là mairie nhỏ nhất, La plus petite mairie de France. Đây là cái mairie nhỏ nhất nước Pháp, à seulement 30 km de Rouen. Se cache entre les hommes méconnus, La plus petite mairie de France. Ở cách thành phố Rouen, Rouen ở vùng Normandy đó, đi theo dòng sông Seine, nó nằm trên bờ dòng sông Seine. Chúng ta đi xuôi dòng sông Seine, và trước khi nó đổ ra biển ở hải cảng Havre thì nó sẽ đi qua một thành phố ở Rouen. Và cách thành phố này khoảng 30 cây số thì có một cái trésor, một cái kho tàng quý mà người ta ít biết đến, đó là cái mairie nhỏ nhất nước Pháp, và nó ở nơi có tên là Saint-Germain-de-Pasquier.
Để chúng ta nhìn vào thấy cái Mairie này nó rất là bé so với Mairie de Paris. Có lẽ nó chỉ không bằng một cái phòng, 1% của Mairie de Paris. Để chúng thấy trong này rất là bé. Đây là một người, thì chúng ta thấy một người này đi vào trong đó thì loay hoay là hết cái không gian của cái Mairie này rồi. Và chúng ta có thể đoán được trong này chỉ đủ để kê một cái bàn, mấy cái ghế với một cái tủ để lưu hồ sơ. Do bởi địa danh này, cái nơi này chỉ có khoảng 100 dân thôi, do đó không có cần một cái Mairie to. Như vậy, trở lại vấn đề định nghĩa của Mairie, nếu chúng ta dịch là tòa thị sảnh, tòa hành chánh, thì trong trường hợp này chúng ta thấy không đầy đủ. Như vậy, định nghĩa của Mairie là gì? Định nghĩa của Mairie là La Mairie est une collectivité territoriale. Collectivité là một tập thể người mà mang tính có một cái lãnh thổ nào rõ ràng qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Và cái nhiệm vụ chính của tập thể người này là thỏa mãn, là giải quyết các nhu cầu hàng ngày của cư dân. Ses attributions sont multiples. Attribution là các cái thẩm quyền, quyền hạn của họ, quyền hạn của những người làm ở trong Mairie này thì rất là nhiều. État civil là hộ tịch, urbanisme là chỉnh trang đô thị, logement tức là xây nhà, xây cửa, giấy phép, logement là nơi ở, école là trường học, équipement là các trang thiết bị, activité culturelle là các sinh hoạt văn hóa, santé et aide sociale về vấn đề sức khỏe và trợ giúp xã hội, police vân vân. Như vậy chúng ta thấy là Mairie được định nghĩa là một tập thể có nhiệm vụ giải quyết các nhu cầu hàng ngày của người dân với nhiều thẩm quyền, hộ tịch, đô thị, nhà cửa, học đường và các thiết bị, các hoạt động văn hóa, y tế và trợ giúp xã hội, cảnh sát vân vân. Nếu chúng ta dựa vào chức năng thẩm quyền của Mairie ở bên Pháp thì chúng ta thấy nó rất là giống với Ủy ban Nhân dân của Việt Nam chúng ta. Như vậy chúng ta không thể dịch La Mairie là Ủy ban Nhân dân, bởi vì Ủy ban Nhân dân thì nó có cái danh từ là Comité Populaire. Comité Populaire. Chữ Ủy ban Nhân dân nó có cái danh từ như thế này thì chúng ta cũng không thể dịch là La Mairie là Ủy ban Nhân dân được. Nhưng mà chúng ta căn cứ vào định nghĩa thì chúng ta thấy La Mairie ở bên Pháp giống hệt như Ủy ban Nhân dân của bên Việt Nam chúng ta. Và Ủy ban Nhân dân ở Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều quy mô. Ủy ban Nhân dân của các thành phố lớn, các đô thị như thủ đô thì rất là lớn. Và các Ủy ban Nhân dân ở các địa phương nhỏ thì nó không có chiều kích lớn. Như vậy chúng ta, nếu mà chúng ta dịch La Mairie thì chúng ta tạm dịch theo theo tự điển là tòa thị sảnh và hành chánh. Và chúng ta thì hiểu theo cái nghĩa hạn chế của nó. Và chúng ta dựa vào định nghĩa để nói là La Mairie thì nó giống tương đương như là Ủy ban Nhân dân miền Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ chúng ta coi danh từ thứ hai, une place, dịch là quảng trường, và tôi đánh dấu hỏi. Une place, dịch là quảng trường thì có đúng không? Quảng là to, theo tiếng Hán Việt, trường là một nơi trốn rất là to tát. Và nếu hiểu theo nghĩa này thì ở đây chúng ta thấy rất là chuẩn xác này. Place de l'Étoile, và tên chính thức là Place Charles de Gaulle, lấy tên của vị tổng thống của nền đệ ngũ Cộng Hòa đó. Ông Charles de Gaulle lấy tên của ông để đặt cho cái quảng trường này. Nhưng mà dân chúng thì thường gọi là Place de l'Étoile. Bởi vì đây là nơi quy tụ của 12 đại lộ lớn. Chúng ta đếm đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên này 6, bên kia 6 nữa là 12 đại lộ lớn. Và nó quy tụ vào chỗ giữa có Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe và rất là cân đối. Giống như một ngôi sao 12 cánh. Người ta gọi là Place de l'Étoile. Quảng trường này có đường kính là 241 mét. Và nó cho ra một cái diện tích là 4 mẫu rưỡi, 4 mẫu Tây á, như là khoảng 45.500 mét. Và chúng ta nếu so chiếu với một cái sân bóng đá chỉ có 700 mét vuông, sân bóng đá đúng quy chuẩn quốc tế 700 mét vuông, thì cái quảng trường này gấp 7 lần một cái sân bóng đá. Như vậy rất là lớn và chúng ta gọi đây là một quảng trường. Nhưng mà bên dưới chúng ta thấy một cái nơi khác cũng gọi là Place, nhưng mà nó rất là bé. Place de la Confrescarpe ở quận 5 của Paris, một nơi lịch sử, coi như là cái nôi của Paris, chúng ta thấy nó rất là bé. Nó chỉ có 40 mét đường kính, từ đây ta đến 40 mét. Như vậy, có lẽ nó chỉ khoảng chừng 400 mét vuông, 500 mét vuông, hoặc là cho là 700 mét vuông đi, thì nó bằng 1/7 cái quảng trường trên này, thì không thể dịch đây là quảng trường, bởi vì nó không có rộng. Xung quanh chúng ta thấy có một số quán cà phê, rồi một số cửa tiệm, rồi giữa có một cái đài phun nước, để tạo ra cảnh quan. Như vậy cái chỗ này không có to tát lắm.
để chúng ta nếu mà dịch ở quảng trường thì có lẽ là nó không có ổn. Và bây giờ chúng lại ta coi lại coi định nghĩa của place là gì. Định nghĩa của place là lieu public, một không gian công cộng, espace découvert, không gian công cộng mà nó mở, nó không có mái che. Ở đây chúng ta không hề thấy có mái che. Généralement entouré de construction, và thường thường thì xung quanh có nhà cửa. Như vậy nếu mà một cái không gian công cộng không có mái che mà ở nông thôn thì không gọi là place, bởi xung quanh nó chỉ là đồng không mông quạnh, nó là thiên nhiên, xung quanh phải có các công trình xây dựng. Đây là một không gian chung, không có mái che và xung quanh có các công trình xây dựng thì người ta gọi đó là place. Và place có thể nhỏ bé, thân mật, cũng có thể rất là rộng, bề thế, to lớn như là ở bên trên. Đó là chúng ta hiểu ý nghĩa nó. Thì khi dùng cái chữ này, hoặc là chữ Mary, hoặc là chữ place, thì chúng ta nếu mà thấy từ điển người ta dịch như vậy thì mình cũng phải hiểu theo cái nghĩa hạn hẹp, bởi vì nó còn có những cái chiều kích khác. Không phải là place là quảng trường, cũng không phải là Mary là tòa thị sảnh, bởi vì nó có những cái Mary nhỏ, có những quảng trường, có những cái place rất là nhỏ. Xin chào tất cả mọi người.